Em có vay tiền bên AFH Decision mà chưa nhận được tiền, mà bên ngân hàng nói em sai thông tin, phải chuyển cho họ 6 triệu thì mới được giải ngân. Mọi người ơi, cái trường hợp này chắc chắn khẳng định với mọi người 100% là lừa đảo nha mọi người. Chắc chắn 100% là lừa đảo. HD Session không bao giờ có chuyện đòi hỏi lấy phí. Và khi mà mình sai thông tin thì chắc chắn cái hợp đồng đó sẽ bị hủy. Hủy hợp đồng rồi mình sẽ lên hợp đồng khác. Làm cho đúng thông tin chứ không có chuyện sai thông tin rồi phải chuyển khoản 6 triệu thì mới được giải ngân. Cái trường hợp này là hoàn toàn không có. Khẳng định 100% là lừa đảo luôn nha mọi người. Và cái trường hợp mà em vay tiền bên HD Session, cái app này cũng không phải của HD Session luôn. Chắc chắn là bên những cái nơi lừa đảo nó cố tình nó mạo danh, nó lấy hình ảnh và có thể là nó sử dụng hình ảnh của HD Session để nó lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Thì trong những cái trường hợp mà khi chúng ta làm đăng ký hồ sơ mà ai mà đòi phí hoặc là đòi chuyển khoản hoặc là lấy tiền chuyển khoản của mình thì mọi người ơi, 100% là lừa đảo, không có những trường hợp như vậy luôn nha mọi người. Và để cho mình cảm thấy an toàn, mình không bị những cái nơi lừa đảo thì mọi người nhớ liên hệ những cái nơi nào mình cảm thấy uy tín. Và hiện tại thì trên TikTok nó cũng có những cái rất nhiều những cái trường hợp lừa đảo mọi người. Thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp vào kênh chính thống của HD Saison để mọi người liên hệ, hoặc là mọi người có thể liên hệ với Ngọc, hoặc là mọi người có thể gọi vào tổng đài của HD Saison là 1900 558 854 để mình check những cái thông tin mình chuẩn bị sắp sửa làm cái điều gì đó, coi thử mình có là nạn nhân tiếp theo của lừa đảo hay không để mọi người cân nhắc nha. Hoặc là trong trường hợp á, mà nếu mình không biết là những cái nơi đó có phải lừa đảo hay không thì thôi mọi người đi ra những cái nơi cửa hàng xe máy điện máy trên toàn quốc để mọi người có thể gặp mặt trực tiếp nhân viên HD Saison để mình hỏi những cái trường hợp như vậy là có phải lừa đảo hay không, cho nó chắc chắn và an toàn nha mọi người. Làm ở trên mạng á, thì nó cũng có được cái lợi á, thì nó rất là nhanh gọn, nhưng mà mình cũng phải biết chọn lọc nơi nào là lừa đảo và nơi nào là uy tín, rất là cẩn thận những cái trường hợp như vậy nha mọi người. Mình nên liên hệ những cái nơi chính thống cho chắc ăn. Cảm ơn mọi người rất nhiều.